Xin chào cả nhà, xin chào ông bà cô chú và các bạn. Bữa nay chiều nay mình đi làm về mình phải tranh thủ mình xào mì với xào cơm, tại vì ngày mai mình có nhiều người đặt đồ ăn bán á cả nhà, không có làm kịp ngày mai, cho nên là hôm nay buổi chiều này mình phải làm trước một mớ trước, thì ngày mai sáng mình dậy mình phải làm chả giò, làm những cái thứ khác nữa, ử cuốn này kia rồi đó. Lâu lâu thì ai muốn thích ăn cái gì thì người ta sẽ đặt mình. Khi nào mình thấy có nhiều người đặt á thì mình mới làm, chứ ít lắc nhắc là mình không có làm đâu nha cả nhà, tại vì phải chuẩn bị rồi người kia nó cực lắm. Rồi ui mình đang xào mì nha cả nhà. Phải lấy cho nó, để mình cho dầu hào với xì dầu á cho nó có màu đen đen. Rồi, mình nếm gia vị xong bây giờ sẽ cho rau vô, củ hành cà rốt với hành bô nha. Gà thì mình xào riêng cho nó chín đó nha cả nhà. Rồi mỗi lần xào mì vậy nè, mình sắp xong mì cái mình mới cho ức gà vô xào cùng. Cái rau hồi nãy của mình là có hành bao gô, hành tây với cà rốt, ba thứ mình rửa mình cắt trộn chung lại. Nếu mà thấy ít rau thì có thể cho thêm rau, này mình thấy nó hơi ít ha, mình cho thêm chút nữa. Mình xào một tay, mình cầm điện thoại mình quay một tay, cho nên hình nó bị rung rinh nha cả nhà thông cảm. Chứ mình không có quay kỹ cả nhà, tại mình làm nhiều món lắm, cho nên mình quay sơ sơ cho cả nhà coi. Đó ha, lúc này nó lên màu đẹp rồi ha. Đó. Giờ mình sẽ cho thịt và cho giá vô. Dạ ha. Đây là ức gà hồi nãy mình xào nè, mình làm còn bao nhiêu đây mình cho vô hết luôn. Tại cái mẻ này là cái mẻ cuối á cả nhà. Mình trộn đều lên. Mì xong rồi đó cả nhà, thấy không? Nãy mình cho giá vô với thịt vô sau cùng á, là mình xào lại sơ lại vậy đó. Xong rồi ha, bây giờ mình đổ ra cái thau để mình chuẩn bị cho ra hộp. Đổ vô đi, con đổ vô. À, tao để mẹ cạo xuống. Mẹ cạo rau, cạo đồ hết. Xong rồi con đưa qua cho ba rửa cái chảo ha. Rồi, chảo đi, hồi mình xào cơm. Rồi, anh cho ba rửa cái chảo đi. Đó. Nhìn ngon ha cả nhà ha. Đó. Cái này mình bán cho bà con, không phải bà con lấy lộn. Bán cho hàng xóm. Hàng xóm với mấy thầy cô giáo trong trường học của Lina. Đó. Người ta ăn quen rồi, người ta lâu lâu tháng vậy người ta mới đặt một lần. Giờ mình sẽ cho ra hộp. Thôi, đây nè chị hai chị hai viết tên hết của ai bao nhiêu, một ký đó. Chị hai là làm nhiệm vụ thấy không, viết tên hết, ghi món gì vậy đó của ai vậy đó, cả nhà thấy không.
Này là hộp này 1 ký nè, còn hộp này là 500g cả nhà. Nhưng mà lúc nào mình cũng cho dư. Dư chút xíu mà nói 1 ký chứ là 1 ký mốt đâu đó cả nhà. Chuẩn bị bỏ vô tiếp cái hộp này. Rồi đó, bây giờ cho vô hộp sẵn hết rồi đó cả nhà. Dầu vô nè, cho miếng hành tỏi vô. Ôi nhiều quá, ít thôi. Rồi vô đây. Nhiều quá cũng không có ngon, nhưng mà không có thì cũng không ngon. À cái này xào cái phần mà không có bỏ bê chí cho nhỏ kia đi. Rồi đổ hết luôn đi. Cục cơm nó bị bự thì em bẻ nó ra. Cái phần cơm này không có bỏ đậu Hà Lan xanh xanh vô tại vì khách không muốn. Cho trứng ra, để trứng ra. Khách nó không muốn, nó không ăn đậu. Cho nên là mình chỉ để cà rốt với trứng với dăm bông cho nó thôi. Bỏ bắp vô cho nó không ta? Nó không có đòi bắp. Cái này nếu không bỏ bắp vô thì cũng đẹp, vàng vàng. Chân chiên không có màu xanh nhìn không đẹp ha. Vì xào lâu hồi đuối tay phải không? Thành nhiều đuối tay chứ nãy cả chục ký mì giờ xong rồi mấy ký cơm nữa mỗi tay chứ. Đó, cơm xào của mình nhìn thấy đẹp không? Cơm chiên Dương Châu Việt Nam kêu là cơm chiên Dương Châu ha, có nhiều cà rốt, đậu Hà Lan, dăm bông á, phải có trứng vô đây, trứng vô phân nửa đó, phân nửa. Rồi trộn lên. Cái này là 9 giờ rưỡi đêm. Rồi, tại phải làm bớt, không làm bớt ngày mai mình làm không kịp. Sáng mai làm rất là nhiều chả giò luôn. Cuốn nửa cuốn tùm lum hết. Cái này mình nhiều rau nè, hơi ít cơm nè, không sao, mình trộn luôn vô với cái thau cơm kia lại. Này, mình đổ nó ra và mình trộn lại. Tại vì mình xào cái chảo của mình á, nó không có được nhiều á. Cho nên mình phải đổ ra đây vậy. Nhiều xào một lượt xong hết rồi cái mình mới đem vô nhà mình canh tiếp. Đó, mình trộn lên cho nó đều. Cái đều hết. Còn một mẻ nữa là xong. Mẻ nữa là xong cơm. Nhìn thấy ngon ha. Đây chả ăn nè. Cơm cho vô hộp xong luôn. Hộp nhỏ đó là 500g. Hộp lớn này là 1 ký ha. Đi đồ đi luôn đi. Ba này. Rồi, xong. Mới để cho ba làm. Ồ. Đấy.
Rồi, tối nay mình chỉ bao nhiêu đây thôi. Sáng mai mới làm tiếp. Làm chả giò thì có chị hai phụ nha cả nhà, cho nên là mới đỡ, mới nhanh. Chứ một mình là lâu lắm. Người ba nó thì chiên, hai mẹ con thì cuốn. Giờ này bắt đầu làm chả giò thịt gà. Đây một thao nhân cuốn nãy giờ còn bao nhiêu đây. Đây chị hai đang lột bánh tráng tiếp. Đi cuốn tiếp. Nghe Dina nhắn chuông mà tưởng đâu. Rồi cuốn này bán đồng gửi một cái. Mình thấm. Đây là tôm lăn bột chiên. Beignet de crevette. Cái này là hoành thánh chiên ha, ravioli. Đây là nem legume, samosa legume. Chả giò mới vừa xong. Cái chả giò với hoành thánh tôm chiên nữa là mình cho vô cái túi như vậy nè cả nhà. Chứ bỏ vô hộp hết á thì không có ấy đâu, tốn hao nhiều hộp lắm. Hộp mình chỉ đựng cơm với đựng mì thôi, còn mấy cái này mình cho vô cái túi. Bữa nay chiên nhiều lắm, tới 400 chả giò lận, cho nên là mình không có chiên cái chảo bình thường của mình nha cả nhà. Mình chiên trong cái fitter này nè. Chiên cái này mình mới một lần mình để mới được nhiều. Khoảng lần hai mấy ba chục cái á, nó mới nhanh. Cái này bằng điện nha cả nhà. Đây nè. Đó. À, nó nhanh chín lắm, vàng. Đây mâm này mới vừa xong nữa. Này người ta chưa lại lấy nha cả nhà. Người này là hẹn chiều á. Tại hôm nay mình có hai đợt khách á, và một đợt 12 giờ trưa và một đợt là 6 giờ tối. Đó, cho nên là cái này tối lấy bởi vì mình không có gấp. Đây, cái này xong một phần nữa của một người, người ta sắp sửa tới lấy nè cả nhà. Đó, mình có cho nước mắm luôn ha. Thì lá rau thơm trong vườn mình có đó. Này nè, người ta xin nè, cho nên mình cho luôn. Đây nữa nè, đây một phần nữa của một người sắp sửa tới lấy nữa. Đây ha. Bịch vậy. Cơm với mì thì mình mới bỏ hộp, còn chả giò là mình bỏ vô trong túi này nha cả nhà nha. Mấy cái này là đang đợi khách tới nè cả nhà, những khách mà hẹn tới trễ á đó. Đó, cho nên mình còn để đây. Còn cái hiệu cơm với mì thì mình phải bỏ tủ lạnh để mình đợi người ta. Khép của Lina. Đó. Còn mấy cái này là dư mình để cho người ta tới lấy á, cái mình cho người ta ăn á cả nhà. Cái này là mình trộn xà lách với tép, bắp cải với cà rốt. Có tép nữa mà mình trộn trong đó hết luôn á.